Hi team, đây là góc bếp của nhà mình mà. Đó, bây giờ mình sẽ xào món món mông xào. Đây, nguyên liệu cần chuẩn bị là cái mông này và hành này. Sau đó thêm dầu ăn nữa. Mình bắt xào lên bếp, sau đó thì đợi cho nó khô chảo nhá. Thì mình cho dầu ăn vào. Từ từ nhá, mình cứ chờ cho dầu ăn cho nó khô đã. Đó, khi chảo đã khô rồi thì mình đổ một ít dầu ăn vào. Đây. Đó, mình đổ dầu ăn vào. Và sau đó thì mình sẽ lấy hành ở đây này, xào hành. Lấy hành ở đây. Thả vào. Hành sẽ thăng cho nó có cái mùi. Khử cái mùi hôi của dầu và nó có mùi thơm nhé. Rồi cái xào món này này nó sẽ rất ngon. Đó. Mình làm đều và xào và chờ một xí cho hành nó đã chuyển màu ấy, thì mình bỏ cái này vào, bỏ mùng vào. Đó. Đây. Mình đổ nó vào nhé. Sau đó mình sẽ đảo qua này. Mình cứ đảo từ từ như thế này là được này. Đó. Đảo tầm 2 phút là nó sẽ chín. Mình bỏ một xí nước, một xí nước mắm, một xí bột nêm, xí muối và sau đó là món ăn sẽ hoàn chỉnh. Đó. Để sao mà nhìn nó thơm đấy đấy. Đây là âm thanh của nó. Ừ. Nó đang bốc hơi.